Ngày 24 tháng 10, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Anh 1989, trú huyện Trà Bồng, để điều tra về vụ giết người rúng động dư luận vào ngày 23 tháng 10. Nạn nhân bị sát hại là bà Hồ Thị Huy, 78 tuổi, ngụ thôn Trung, thôn Trà Sơn, huyện Trà Bồng, mẹ ruột Anh. Theo điều tra ban đầu, thi thể bà Huy được chồng là ông Hồ Văn Cường phát hiện không còn nguyên vẹn, đang nằm giữa nhà. Ông Cường lập tức tìm kiếm phần thi thể còn lại và báo cơ quan công an. Cơ quan công an sau đó phát hiện một phần thi thể bà Huy đang nằm dưới hố phía trước nhà. Cơ quan điều tra sau đó xác định Hồ Ngọc Anh chính là tàn ác thủ sát hại mẹ ruột. Tại cơ quan công an, anh khai đã ra tay sát hại mẹ khi luôn nghe tiếng có người thủ thỉ bảo phải giết mẹ cho bằng được. Anh khai lợi dụng lúc mẹ đang dọn lúa ngoài sân nên dùng rựa chém nhiều nhát từ đằng sau đến khi bà Huy tử vong. Sau khi gây án, anh đến nhà người quen gần đó xin tiền và kể lại việc giết người. Được biết, Hồ Ngọc Anh được chẩn đoán bận rộn bệnh tâm thần phân liệt, nhiều lần nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi.